Bây giờ là thông tin thời tiết nông vụ. Thưa vị, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang vào mùa gió chướng, cũng là lúc mà xâm nhập mặn bắt đầu gia tăng. Việc xuống giống và chăm sóc lúa đông xuân cần lưu ý những gì? Biên tập viên Hải Yến sẽ thông tin tới bà con ngay sau đây. Vâng, tháng 12 đến tháng 3 năm sau là giai đoạn nước biển có thể lấn sâu vào nội đồng theo hướng gió chướng. Theo ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng Trọt, thì đến tháng 2 và tháng 3, vùng cửa sông Cửu Long thì nước mặn có thể xâm nhập khoảng là từ 50 đến 70 km. Trên sông Cái Lớn, Cái Bé là khoảng 60 km. Đặc biệt là trên sông Vàm Cỏ thì xâm nhập mặn có thể lên tới là từ 100 đến 110 km. Nồng độ mặn thì có thể tương đương với năm 2019-2020. Việc xuống giống sớm vụ lúa đông xuân để né mặn là hết sức quan trọng. Hiện nay còn gần 800.000 hecta đang tập trung xuống giống theo khung thời vụ chung và sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 này. Bên cạnh đẩy lịch xuống giống sớm hơn theo đúng lịch để hạn chế tình hình thiếu nước vào cuối vụ, ngành nông nghiệp cũng khuyến cáo tới bà con nông dân cần tích trữ nước ngọt ở những khu vực khó khăn để phục vụ cho tổng diện tích dự kiến khoảng 1,6 triệu hecta vụ đông xuân. Bà con có thể tranh thủ các ngày từ 22 đến 24 tháng 12, dự báo là trời sẽ có mưa trái mùa. Chuyển sang thông tin dự báo cho các vùng chuyên canh nông nghiệp khác trên cả nước. Vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại tới hết ngày 20 tháng 12, sau đó nhiệt độ có tăng nhưng vẫn rét từ 16 đến 23 độ. Bắc Trung Bộ cũng duy trì giá rét trong suốt 7 ngày tới, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là từ 17 đến 23 độ.